Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 484-485 Mà Tần Trần huyết mạch trong cơ thể chi lực, cũng tại du tẩu toàn thân, phun ra nuốt vào lúc trước lôi kiếp sức mạnh, lại đồng thời đang tăng cường tự thân, thanh liên yêu hỏa, tại lôi kiếp anh kích phía dưới, cũng biến thành càng thêm ngưng thực, thậm chí trong đầu kim sắc tinh thần hạt giống, cũng tại Tần Trần không biết chuyện trạng thái dưới, hấp thu đại lượng lôi kiếp chi lực. Hiện ra từng đạo lôi đình đường vân nhỏ, Loại cảnh tượng này vô cùng kinh khủng, tầng trần linh hồn, tinh thần, nhục thân, huyết mạch, bất kỳ chỗ nào đều ở đây sinh ra thuế biến, mặt ngoài thân thể mặc dù cháy đen, có thế trong nhục thân, toàn thân cao thấp, tất cả đều một mảnh rực rỡ chói mắt, mỗi một tấc máu thịt đều ở đây lấp lóe bảo huy, một loại sức mạnh xưa nay chưa từng có. Ở trong cơ thể hắn ngưng kết, đây là sanh sức mạnh, bên trên bầu trời, kinh khủng dị tượng bắt đầu bình tĩnh, nổ ầm âm thanh tựa hồ cũng không có phản phất lôi kiếp biết mình giết không chết tầng trần, cho nên bắt đầu tiêu tan, lôi kiếp biến mất. Chẳng lẽ là kết thúc? Mọi người thấy trên bầu trời tựa hồ trở nên bình tĩnh bầu trời, đều có một tia kinh nghi. Có thế tầng trần lại không có chút nào nhẹ nhõm, bởi vì loại kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt chẳng những không có vì vậy mà yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm kinh khủng, trên người lông tơ căn bản vốn không cần khống chế, tất cả đều không tự chủ được dựng đứng lên cái này lôi kiếp căn bản cũng không có kết thúc. Tần Trần trong lòng cả giận nói, hắn ý nghĩ này vừa ra. Oanh! Đột nhiên, trời trong phích lịch, nguyên bản phản phất trở nên bình tĩnh bầu trời, trong lúc đó lôi vân ngưng kết, giống như giống như hố đen đen như mực trong lôi vân, bỗng dưng đánh xuống xuống một đạo chừng lớn bằng bắp đùi màu đen lôi quang, đạo này lôi quang uống lượng như rồng, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chốc lát ở giữa, liền đánh xuống trong đại sảnh, hiển nhiên là không cho tần trần cơ hội phản ứng rõ ràng là đang đánh lén ầm ầm lôi quan còn không có oanh trúng tần trần ẩn chứa trong đó khí tức kinh khủng cũng đã đem huyết thủ vương bọn người đánh bay ra ngoài từng cái mắt lộ ra hoảng sợ miệng phung tiên huyết lôi đình này bên trong ẩn chứa khí tức hủy diệt phản phất dễ dàng liền có thể đem bọn hắn đánh thành phấn vụn dạng này một của lực lượng thật là đáng sợ đáng sợ đến bọn hắn căn bản không sinh ra ý niệm ngăn cản cùng phản ứng, chỉ có tầng Trần, sớm có chuẩn bị hắn, căn bản không có bị cái này lôi kiếp cho che đậy cùng lừa gạt, tại lôi đình rơi xuống trong nháy mắt, một đạo màu vàng quan cầu vòng trong nháy mắt phóng lên trời, chính là cái kia kim bát, kim sắc quan cầu vòng sau đó. Là một hắc sắc đích thực đại ấn, đại ấn lớn lên theo gió, trong nháy mắt thì trở thành to bằng núi nhỏ, ngăn tại tầng trần đỉnh đầu, đại ấn sau đó, là một mặt xưa cũ tấm gương, tấm gương nở rộ hạo đảng bạch quang, phóng lên trời, nhưng là tầng trần ban đầu ở hắc tử chịu trạch lấy được cách khám thánh kính, trừ cái đó ra, thanh liên yêu hỏa, dị ma khải giáp. Thậm chí vệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng cũng bị Tần trần phóng thích ra ngoài, lẫn nhau giao thoa, tạo thành một cái phòng hộ trận pháp, cuối cùng, Tần trần đem lôi đình huyết mạch thôi động đến cực hạn, quanh. Cả người tại lôi kiếp chưa rơi xuống thời điểm liền đã đã biến thành một cái lôi điện người ánh sáng, cửu tinh thần đế quyết, bất diệt thánh thể cũng bị thôi động đến cực hạn. Đồng thời phá cấm chi nhãn thi triển, trong tay thần bí kiếm rỉ tại ngự kiếm thuật dưới sự thúc dục, ngang tàn hướng về đỉnh đầu bổ ra ngoài, đến đây đi, để cho ta nhìn một chút năng lực của ngươi, hèn hạ thế mà dùng đánh lén, giết không được ta, ta nhất định muốn tiêu diệt ngươi. Tần trần gầm thét, vì ngăn trở đạo này lôi kiếp, hắn cơ hồ đem chính mình tất cả ác chủ bài đều phát huy ra liều chết đánh cược một lần, quanh. Tại tầng trần làm xong đây hết thảy thời điểm, cái kia to lớn màu đen lôi quang, đã trước tiên đánh vào đạo thứ nhất kim bác phía trên, răng rắc. Ẩn chứa uy năng đáng sợ kim bác ở nơi này lôi hồ phía dưới, lại trong nháy mắt liền bị đánh xuyên ra, bạo toái vì đầy trời màu vàng mảnh vụn, sau đó bị nhận xuống lôi quang, xoắn thành hư vô. Đông. Ngay sau đó đại ấn màu đen cũng bị đánh bay ra ngoài, phía trên hắc mang trong nháy mắt ảm đạm xuống, nặng nề nện ở vách tường đại sảnh phía trên, phát ra kinh thiên oanh minh, mà trên đại ấn mặt, lại cũng bị đánh ra một đạo lôi ngấn, có thể thấy rõ ràng, sau đó là cách khám thánh kính, phanh, hạo đảng bạch quang trong nháy mắt bị nát bấy, tại lôi quang đánh xuống. Cách khám thánh kính trực tiếp bị đánh ném đi, mà lúc này, cái kia màu đen cục sáng, vậy mà cũng mới chỉ rút nhỏ một chút, ẩn chứa vô tận uy năng, Phút chốc bổ vào tầng trần trong tay thần bí kiếm rĩ phía trên, răng rắc, nguyên bản vết rĩ Loan lỗ thần bí kiếm rĩ lại bị đánh cho vết rĩ bay tán loạn, một cổ sức mạnh xưa nay chưa từng có, thông qua thần bí kiếm rĩ tràn vào tầng trần cơ thể, quanh tầng trần trên người dị ma khải giáp trong nháy mắt nát bấy ra, cái này đủ để tại thất giai trung kỳ vũ vương công kích đến không phát hiện chút tổn hao nào áo giáp, ở nơi này lôi kiếp phía dưới lại hoàn toàn nát bấy đồng thời tần trần cả người liền tựa như vải rách bao đồng dạng bị oanh bay ra ngoài, toàn thân tiên huyết phun tung tóe. Cả người trong nháy mắt đã biến thành một cây thang cốc, răng rắc. Liền cái này kiên cố vô cùng đại sảnh mặt đất, cũng đều bị oanh ra một vết nứt, lan tràn ra, ngay sau đó, kinh khủng lôi quang ngang dọc, đem toàn bộ đại sảnh hóa thành một mảnh ngập trời lôi hải, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, chết, đã chết rồi sao, huyết thủ vương bọn người thật sớm lui ở một bên hoảng sợ nhìn xem hóa thành lôi đình đại dương đại sảnh bọn hắn cũng biết tích nhìn thấy tần trần bị lôi quan đánh bay ra ngoài tràn cảnh tại dạng này công kích đến cái kia tần trần còn có thể sống bọn hắn thậm chí có loại cảm giác cho dù là nhường bảy đại vương triều lão tổ đến đây tại nơi lôi quan phía dưới cũng muốn hôi phi yên diệt đây là thiên chi lực không phải sức người có thể ngăn cản không có ai biết trong biển lôi tần trần thống khổ nằm ở nơi nào một cổ kinh khủng lôi quan tại hắn trong thân thể ngang dọc, điên cuồng nát bấy lấy sinh cơ của hắn, không, ta không có thể chết, không thể chết. Tần Trần dùng huy nhất ý chí, bộc phát ra đối sinh khát vọng, ông, thanh liên yêu hỏa, đột nhiên bành trướng, bộc phát ra một cổ nồng nặc sinh cơ. Cái kia một đóa thanh liên, tại trên lôi hải sinh ra, như hỗn độn thanh liên, đồng thời Tần Trần nhục thân, cũng cuối cùng thuế biến đến rồi cực hạn, quanh, nhục thân chấn động, một cổ cường đại sinh cơ hiện lên, tự động chữa trị bị tổn thương hết thảy, bất diệt thánh thể, ngũ trọng đỉnh phong, đồng thời tầng trần lôi đình huyết mạch, cũng giống là lấy được thuế biến đồng dạng. Kịch liệt chấn động, ngập trời lôi quang từ tầng trần trong thân thể tản mát, lại chế trụ nguyên bản lôi kiếp lôi quang, huyết mạch chi lực lôi quang, mạnh đáng sợ, còn dư lại lôi quang, cũng không còn cách nào cho tầng trần mang đến tổn thương chút nào, răng rắc. Mà lúc này, cái kia to lớn hắc sắc ma tinh cũng hoàn toàn bị tần trần hấp thu, cả khối ma tinh toàn thân trắng như tuyết. Cũng lại không có một điểm chân khí, triệt để bạo toái ra, ông, tần trần trong đầu kim sắc tinh thần hạt giống, lúc này cũng điên cuồng hấp thu lên chung quanh lôi quang, trong khoảnh khắc, trong toàn bộ đại sảnh tất cả lôi quang, liền biến mất phải không còn một mảnh, trên bầu trời, lôi vân tiêu thất, lần này, cái kia lôi kiếp là thật sự rõ ràng biến mất. Phản phất biết không có thể nữa đối tần Trần tạo thành tổn thương đồng dạng. Mang theo một tia khí, hít một hơi lãnh khí thanh âm, liên tiếp, bây giờ huyết thủ vương bọn người tất cả đều kinh hãi nhìn xem nằm ở nơi đó tần Trần, từng cái tâm thần đều chấn, gia hỏa này, vậy mà từ nơi này sao kinh khủng lôi kiếp phía dưới, còn sống sót, cái này, khó có thể tin, mà càng khiến người ta khó tin, vẫn là tần Trần tu vi, lúc này tần Trần trọng thương nằm ở đó, Căn bản không có dư thừa khí lực đi thu liễm khí tức, bởi vậy trên người tu vi cũng nhìn một cái không sót gì lộ ra tại huyết thủ vương trước mặt của bọn hắn, Thất giai sơ kỳ đỉnh phong, tiểu tử này, huyết thủ vương bọn người nghẹn họng nhìn trân trối, từng cái ghen tị muốn phát điên, bọn hắn từ thất giai sơ kỳ đến sơ kỳ đỉnh phong, cái nào không phải khổ tu ít nhất hơn 10 năm. Thậm chí còn có nhân hao phí mấy chục năm, nhưng này tiểu tử vừa mới đột phá Vũ vương cảnh giới, liền nhất cử bước vào thất giai sơ kỳ đỉnh phong, lão thiên không có mắt a, à, không song vương bọn người trong lòng kinh sợ, nhưng nhìn hướng Tần Trần ánh mắt, nhưng dần dần trở nên quỷ dị, thời khắc này Tần Trần nằm ở nơi nào, toàn thân cháy đen, mặc dù khí tức trên thân tại dần dần khôi phục. Có thế cả người nhìn qua, cũng vô cùng thảm liệt, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự, phản phất bất cứ người nào đi lên, liền có thể đem hắn chém giết đồng dạng đây tuyệt đối là cái ra tay đem hắn chém giết cơ hội tốt, trong lúc nhất thời, huyết thủ vương bọn người mỗi cái ánh mắt lấp lóe, nội tâm phù lực lên đủ loại ý nghĩ, giết. Trong đó, Kim Hoàng Vương người đầu tiên xuất thủ, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền đi tới tầng trần trước mặt, một chưởng đè ép xuống, quanh. Màu vàng chưởng lực sôi trào, giống như một đạo đại dương mênh mông, trong nháy mắt đi tới tầng trần đỉnh đầu, Kim Hoàng Vương, ngươi làm gì? Viết thủ vương cùng không song vương kinh ngạc nói, làm gì? Tự nhiên là giết hắn. Chẳng lẽ hai người các ngươi không muốn làm như vậy sao? Dùng cái này chết thực lực, nếu để cho hắn khôi phục, ở đây còn có chúng ta chuyện gì, nhưng nếu là đem hắn chém giết, lúc trước vẫn lạc tại nơi này tất cả vũ vương bảo vật, đều sẽ bị ba người chúng ta chia đều, không phải rất cốt sao? Kim Hoàng Vương cười gằn, một chưởng đánh vào tầng trần trên thân, trực tiếp đem tầng trần đánh bay ra ngoài ầm ầm, thậm chí đại sảnh mặt đất, đều ở đây của lực lượng phía dưới, bị oanh lại lần nữa nứt ra một cái khe, ân. Tiểu tử này. Nhưng Kim Hoàng Vương khiếp sợ là, hắn một trưởng này, vậy mà không có thể đem tần trần chụp chết, tầng trần khí tức trên thân, hoàn toàn không có một chút biến hóa, không có khả năng, rầm rầm rầm, Kim Hoàng Vương như thiểm điện ra tay. Trong nháy mắt đánh ra mấy chục trên trăm quyền, có thế tầng trần chẳng những không có bị chém giết, ngược lại khí tức trên thân, càng ngày càng hùng hậu, cái này sao có thể? Kim Hoàng Vương trừng lớn khó tin hai mắt, thể nội huyết mạch thôi động đến cực hạn, ông, một cổ thông thiên chân nguyên màu vàng ống phóng lên trời, đem hắn sấn thắt giống như một pho tượng chiến thần. Ở tại bàn tay biên giới, bén chân nguyên màu vàng ống mang theo cắt chém hết thảy lực lượng đáng sợ, ngang tàn bổ về phía tầng trần, ta cũng không tin ngươi không chết. Chân nguyên màu vàng ống trong nháy mắt đi tới tầng trần trước mặt, chỉ lát nữa là phải oanh trúng thân thể của hắn, đột ngột, ba, một cái đen nhánh nắm đấm xuất hiện, đem cái này màu vàng chân nguyên trong nháy mắt đánh thành phấn vụn. Hóa thành bụi phấn, ta nói, đánh lâu như vậy, ngươi đánh đủ chưa? Bẻ bẻ cổ, tần trần chậm rãi đứng lên, trên người hắn vẫn như củ cháy đen một mảnh, có thế một đôi đồng tử, lại nổ bắn ra hai đoàn lạnh lùng lệ mang, phản phất lôi đình chiếu sáng đêm tối, ngươi, 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 Kim Hoàng Vương bạch 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 điên cuồng lùi lại hai bước. Gương mặt hải nhiên cùng sợ hãi, phản phất giống như gặp quỷ nhìn xem Tần Trần, ngươi mới vừa rồi là đang cho ta cù lét sao. Lạnh lùng cười nhạt âm thanh quanh quẩn, bá, Tần Trần thân hình thoát một cái, lại trong nháy mắt tựu ra bây giờ Kim Hoàng Vương trước người, đồng thời tay phải nhô ra, ông, hư không, phản phất tại trong chốc lát biến mất, Kim Hoàng Vương chỉ thấy Tần Trần nhấc tay một cái. Còn chưa kịp làm ra phản ứng, cổ đã bị Tần Trần gắt gao bóp lấy, giống như là gà con một dạng bị sách lên, đột phá thất giai sơ kỳ đỉnh phong, bất diệt thánh thể đạt đến ngũ trọng đỉnh phong sau đó, cứ việc đã mất đi dị ma khải giáp, nhưng Tần Trần phòng ngự so với phía trước, nhưng là chắc chắn mạnh hơn, cũng đã viễn siêu đồng dạng thất giai trung kỳ vũ vương thậm chí đạt đến thất giai hậu kỳ trình độ, hơn nữa so với bình thường thất giai hậu kỳ vũ vương, đều khủng bố hơn, kim hoàng vương bất quá thất giai sơ kỳ đỉnh phong, hơn nữa lúc trước quỷ lão cùng lôi kiếp công kích đến, vốn là có coi trọng thương, tu vi giảm nhiều, cho dù là tùy ý hắn ra tay, chỉ sợ cũng hoàn toàn không đã thương được tần trần, các hạ tha mạng. Tần thiếu hiệp tha mạng, hiểu lầm, đây hết thảy cũng là hiểu lầm, bị tần trần sách ở, kim hoàng vương chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể triệt để ngưng kết, căn bản là không có cách thoát khỏi tần trần gò bó, hoảng sợ cầu xin tha thứ, tha mạng. Tần trần cười khẽ, sau một khắc, một cổ ngập trời lôi quang từ trong cơ thể hắn bộc phát, trong nháy mắt tràn ngập qua Kim Hoàng Vương toàn thân. A! À. Kim Hoàng Vương kêu thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt bạo toái ra, tại lôi quang phía dưới hôi phi yên diệt, chỉ để lại một khỏa trữ vật giới chỉ, lặng yên rơi vào tầng trần trong tay, hai người các ngươi như thế nào không trốn. Sau đó tầng trần tự tiếu phi tiếu nhìn về phía huyết thủ vương cùng không song vương, bảy đại vương triều đỉnh tim vũ vương, bây giờ trừ bọn họ hai người bên ngoài, còn lại tất cả đều vẫn lạc, mà ma lệ tại cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống thời điểm, cũng không biết tránh đi nơi nào, tự hồ sớm biết không ổn, trước tiên trốn vào một cái nào đó thông đạo, chúng ta. Tần Thiếu Hiệp, ta Long Nguyên Vương Triều cùng Dược Vương Viên chủ luôn luôn quan hệ không tệ, khụ khụ, tất cả mọi người là bằng hữu, hà tất chém chém giết giết đâu. Tần Thiếu Hiệp, không, không. Trần Thiểu, bản vương đã lập được thiên đạo lời thề, cùng trần thiểu ngươi liên thủ cùng nhau phân phối trong phòng khách này bảo vật trần thiểu ngươi chẳng lẽ đã quên không song vương cùng huyết thủ vương mỗi cái sắc mặt trắng bệch sợ hãi nói bây giờ bọn hắn bản thân bị trọng thương căn bản không có khả năng chạy ra ở đây chỉ có thể khẩn cầu tần trần thủ hạ lưu tình căn bản ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có bây giờ bị tần trần nhìn chăm chú vào lạnh cả người mồ hôi tràn trề đậu nành lớn mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán rơi xuống Tần Trần cười lạnh, hai người này thật đúng là thông minh, bất quá thật sự cho rằng dạng này chính mình cũng sẽ không giết bọn hắn sao? Tâm niệm vừa động, Tần Trần vừa mới chuẩn bị ra tay, két, đột nhiên, trong đại sảnh mặt đất lại lần nữa nứt ra, tại lôi kiếp đánh xuống, toàn bộ mặt đất sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, một cổ khí tức kinh khủng, đột nhiên từ cái kia lòng đất truyền đi lên, đây là, Tần Trần bỗng dưng cúi đầu, trong lòng không khỏi đã đản sinh ra một cổ sợ hãi cảm giác không chỉ là hắn không song vương cùng huyết thủ vương cũng phát giác cái gì không đúng nhao nhao hướng về phòng khách này phía dưới nhìn lại toàn bộ đại sảnh phía dưới không ngừng nứt ra từng đạo khe hở sâu không thấy đáy bây giờ từ trong khe hở kia đột nhiên bốc lên từng trận hắc khí đứng lên hắc khí kia không ngừng lưu chuyển chậm rãi hướng ra phía ngoài tản mát ra a à. trong đó một đạo hắc khí lan tràn tới không song vương trên thân không song vương trên thân bị hãm hại khí tràn ngập đến chỗ trong nháy mắt phai mờ, phản phất bị cái gì hư vô miệng rộng cắn đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ không... cái... Vô song vương mặt lộ vẻ hoảng sợ, tính toán thôi động chân nguyên chống cự những thứ này hắc sắc ma khí, nhưng mà không cần, hắc sắc ma khí trong nháy mắt tràn ngập qua hắn toàn thân, hắn cái này thất giai sơ kỳ tột cùng vũ vương, căn bản không có bất kỳ ngăn cản chi lực, phốc, vô thanh vô tức, vô song vương cả người trong nháy mắt phai mờ, tại sương mù màu đen ăn mòn phía dưới không còn sót lại bất cứ thứ gì, triệt để biến thành bụi bay tiêu tan, đây là cái gì quỷ đồ vật, tầng trần mặt lộ vẻ hải nhiên, cái này hắc sắc ma khí thật là đáng sợ, thậm chí chính hắn cũng đều tràn đầy sợ hãi, phản phất cái này hắc sắc ma khí một khi cuốn lên hắn, cũng có thể cho hắn giờ phút này mang đến không cách nào chống cự tổn thương, đi. Đem trong đại sảnh tán lạc mấy món chân bảo thu hồi. Tần trần nhất đem bắt lấy chiếc đỉnh cổ kia, cả người phóng lên trời, hướng về phế tích bên trên khoảng không bạo lướt mà đi, đông, cổ đỉnh cực lớn, tản mát ra cuồn cuộn uy áp, nặng như cự sơn, tầng trần nhất bên cạnh luyện hóa cổ đỉnh, một bên kinh hải cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phòng khách này phía dưới, mặt đất vỡ vụn, trong nháy mắt đổ sụp trở thành một cái hố sâu to lớn. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Huyết thủ vương cũng đi theo tầng trần phóng lên trời, kinh hải nhìn phía dưới hố sâu, cái kia hố sâu, sâu không thấy đáy, một mảnh đen kịch tại nơi trong hố sâu, có từng đạo ánh sáng quỷ dị sáng lên, tạo thành từng cái thần bí đường vân, đồng thời rầm rầm, phản phất có cái gì dị tượng trong lòng đất vang vọng, xuyên thấu qua khói đen. Để cho người ta căn bản không phân rõ được tình trạng, ầm ầm, đồng thời cả tòa phế tích cung điện, cũng theo đó bắt đầu chấn động, lúc trước lôi kiếp đánh xuống, toàn bộ phế tích cung điện, nay đã thủng trăm ngàn lỗ, giờ khắc này, triệt để nát bấy, ở nơi này thiên ma bí cảnh trên cánh đồng hoang vu tạo thành một cái to lớn phế tích, đây là. Tần Trần nhìn chầm chầm phía dưới kia vô số thông đạo cùng hố sâu. Sắc mặt tái nhật đứng lên, chật vật nuốt ngụm nước miếng, thất thần đạo, đây là cái gì phong ấn. Đứng tại phế tích bên trên khoảng không nhìn lại, toàn bộ phế tích cung điện phía dưới những cái kia uống lượng không ngừng kết hợp lại, thế mà hóa thành một phương thập phần thần bí phong ấn, cái này phong ấn vô cùng to lớn, mỗi một cái thông đạo, chính là phong ấn một đạo đường vân khó hiểu thần bí, tần trần hạ lên đi, như có loại đầu óc choáng váng, khó mà phân rõ cảm giác, loại cảm giác này thật giống như hắn ban đầu ở hắc tử chiểu trạch dưới đáy, nhìn thấy thần bí phong ấn đồng dạng, vượt xa khỏi hắn phân biệt năng lực, những cái kia đi tới đại sảnh thông đạo, chính là phong ấn đường vân, mà đại sảnh dưới đáy, nhưng là phong ấn trung tâm. Cũng là toàn bộ đại trận trận nhãn chỗ, cái này cả một cái phế tích cung điện, lại chính là một cái vô cùng to lớn viễn cổ phong ấn tại khói đen tán đi sau đó cung điện hủy diệt sau đó rõ ràng lộ ra ở tầng trần trước mặt bọn hắn cái này nguyên một tọa vô cùng to lớn cung điện lại là một cái to lớn phong ấn đến tột cùng là ai bày ra tầng trần rung động không hiểu kinh hãi bây giờ hắn cũng trở về nhớ tới trong toàn bộ đại sảnh đường vân cũng hết sức cổ quái đặc biệt là ba cái quả cầu ánh sáng màu đen vị trí mỗi một lần tiến công cái kia màu đen quang cầu trong đại sảnh trên mặt đất đường vân tự hồ cũng sẽ hấp thu một phần lực lượng, lúc đó Tần trần nhất tâm phá giải quan cầu lên cấm chế, không có cân nhắc quá nhiều. Nhưng hôm nay hồi tưởng lại, mới phát giác được hơi khác thường, càng làm cho tầng trần kinh hải chính là, nếu không phải cái kia lúc trước xuất hiện lôi kiếp, đánh bể toàn bộ cung điện đỉnh chóp cùng đại sảnh mặt đất, tầng trần căn bản không có khả năng phát hiện cái này toàn bộ phế tích cung điện, lại là một cái to lớn phong ấn, không đúng, đột nhiên, tầng trần thân thể khẽ giật mình trong đầu phản phất có một đạo lôi quan thoáng qua, phía trước cái kia lôi kiếp, mặc dù đánh là hắn, nhưng tuyệt đại đa số uy lực, tất cả đều đánh vào phòng khách này phía trên, thậm chí trong đó có mấy đạo thiên lôi, bổ vào bên cạnh hắn những vị trí khác, phía trước, tần trần còn tưởng rằng là bởi vì chính mình nắm giữ không gian ý cảnh, làm cho lôi kiếp chết đi duyên cớ. Nhưng hôm nay hồi tưởng lại, cái này lôi kiếp, tự hồ cố ý bổ vào phòng khách này những vị trí khác, phản phất muốn chủ động giải khai cái này phong ấn đồng dạng, chẳng lẽ nói phía trước cái kia lôi kiếp, quanh kích mình là giả, muốn phá vỡ cái này phong ấn là thực sự, liên tưởng đến phía trước cái kia trong lôi kiếp ẩn chứa kinh khủng âm u lạnh lẽo chi lực, tần trần trong lòng dân lên một tia dự cảm bất tường. Từng ực, một miếng nước bọt nuốt xuống, tần trần nhất trái tim bỗng nhiên trầm xuống, nơi đây, chính là thiên ma bí cảnh, viễn cổ dị tộc cùng nhân tộc giao chiến sân bãi, mà bây giờ, ở nơi này thiên ma bí cảnh bên trong vậy mà tồn tại có như thế đáng sợ một cái phong ấn hơn nữa không chỉ tồn tại bao nhiêu vạn năm trong này phong ấn lại sẽ là cái gì nhân vật khủng bố cuối đầu nhìn lại đen nhánh hố sâu tình cảnh khắp nơi đều là ma khí quanh quẩn căn bản nhìn không ra có đồ vật gì thế nhưng cổ tâm quý cảm giác lại chẳng những không có tiêu tan ngược lại tùy theo càng ngày cũng trọng ô ô ô sau đó tần trần liền thấy phía trước trong thông đạo rất nhiều âm hồn bây giờ lại đột nhiên xuất hiện hàng ngàn hàng vạn rậm rạp chằng chịt âm hồn giống như là không muốn sống đồng dạng điên cuồng xông vào trong hố sâu những thứ này âm hồn vừa tiến vào ma khí phạm vi liền giống như là bị thôn phệ một cái giống như hoàn toàn biến mất nhưng mà những thứ này âm hồn lại giống như là dập lửa bương bướng đồng dạng một đầu tiếp lấy một con nhào xuống những thứ này âm hồn thế nào cái này trong hố sâu đến cùng có cái gì Khuyết Thủ Vương sắc mặt trắng bệch nói, hai tay đều đang run rẩy. Chúng ta e rằng có đại phiền toái. Tần Trần trầm giọng nói, ngươi xem ra cái gì tới? Khuyết Thủ Vương vội vàng nhìn về phía Tần Trần, Tần Trần sắc mặt khó coi nói, cái này phế tích cung điện, hẳn là một cái đáng sợ phong ấn, mới vừa lôi kiếp, nhìn như muốn giết ta, kỳ thực là ở buông lỏng toàn bộ phong ấn, rõ ràng muốn đem cái này trong phong ấn đồ vật đem thả đi ra. Có chuyện này. Khuyết thủ vương trợn mắt hốc mồm, hắn không thể tin được, cái này phế tích cung điện lại là một cái phong ấn, thiên ma bí cảnh chính là thời đại viễn cổ di tích, ngược dòng tìm hiểu lịch sử, ít nhất có trên vạn năm trở lên, như vậy ở nơi này trong phế tích, phong ấn rốt cuộc là thứ quỷ gì? Chẳng lẽ là viễn cổ dị tộc cường giả, nghĩ tới đây, huyết thủ vương nhịn không được hít một hơi lãnh khí, nếu đây là thật sự, như vậy cái này trong phong ấn gia hỏa nếu là còn sống, lại sẽ là cấp bậc gì tồn tại trên vạn năm thời gian, cho dù là chính thiên vũ đế tồn tại, chỉ sợ cũng đã hôi phi yên diệt a, à, chỉ là suy nghĩ một chút, huyết thủ vương liền cảm thấy rùng mình. Tần Trần sắc mặt cũng rất khó coi, giờ khắc này, hắn đã nghĩ tới trước đây Hắc Tử chịu trạch dưới đáy cái kia muốn đoạt xá mình kinh khủng lão giả, nếu thật là dạng này một cái quái vật phá vỡ phong ấn, như vậy lần này tiến vào thiên ma bí cảnh tất cả võ giả, e rằng cũng khó khăn trốn đường sống mà liền tại tầng trần tâm quý nhìn xem phía dưới cái kia hố sâu. Toàn thân là mồ hôi thời điểm, cái kia một chút xíu tâm quý cảm giác, vậy mà từ từ tiêu tán ra, hơn nữa từ từ tản đi, chuyện gì xảy ra, tầng trần ngạc nhiên cúi đầu nhìn lại, liền thấy phế tích phía dưới trong hố sâu sương mù màu đen, dần dần tiêu tan, đến cuối cùng, vậy mà hoàn toàn tiêu tan sạch sẽ, tại hố sâu dưới đáy, một cái đen nhánh tế đàn hiện lên, có thế trên tế đàn. Lại rỗng tuếch, không có gì cả gì trống không tần trần video yếp. đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký